Cháu chị là học đại học năm thứ hai, nó chuẩn bị vào năm thứ ba. Nó học đại học công nghệ quốc gia Hà Nội. Đấy, thì nó bảo là hôm qua gọi điện về cho nó thì nó bảo là cháu vừa đi bầu cử về. Thế chị mới hỏi là sao tưởng người dân Việt Nam không được đi bầu cử cơ mà cháu. Cô thấy mấy cái ông mà phản động đất nước ý, cái ông mà cứ rêu rao là Việt Nam không có bầu cử tự do, không người dân không được đi bầu cử ấy, tại sao con lại được đi bầu cử? Nó bảo ui giời ơi cô ơi, cô cứ đi vào nghe mấy cái thằng phản động. Nó bảo ôi giời ơi cô cứ tốn thời gian, cô cứ phí thời gian đi vào mấy cái thằng phản động ấy, nó nói tào lao mà nó có 20 tuổi đấy, 21 tuổi mà nó đã phát ngôn những cái câu đấy rồi đấy em ạ. À. Đấy, nó bảo ôi trời ơi cô ơi, con mà nhìn thấy những cái mặt bọn phản động nó nói vài câu con cho nó đi luôn, con không có cần thiết nghe những cái bọn đấy làm gì, nó đau đầu. Nhưng bảo ở khổ con ơi, đấy cô ở bên tự do nhiều khi thì nếu mà không không nói lên cái tiếng nói của mình, cái chân thật của mình cho đất nước thì có một số người dân người ta bị ra tù vào tội thì cô thấy cô thương hại thôi. Đấy thì nó bảo vâng cô nghĩ thế cũng đúng, nhưng mà con đi bầu cử từ trên xuống dưới, từ xã đến huyện, từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên trung ương, đấy, con được bầu hết. Cho con không có là nếu mà nhà ai cũng được đi bầu, nhưng nếu người nhà nào mà không đi bầu được thì cử một đại diện, một người đi bầu cử đấy, thì là cháu chị nó đi thì nó học đại học các thứ rồi thì nó hiểu biết được tất cả là ai như thế nào như thế nào, thì nó nhìn nhận được. Thì bây giờ tất cả những cái lứa tuổi như là tầm 20, 21 khi mà các con bây giờ đã có kiến thức ấy, nó đều nhìn vào chính trị của Việt Nam hết, nó đều xem chính trị, nó đều đủ mọi thứ để nó muốn đất nước của mình phát triển nhiều hơn nữa đấy, là nó biết hết đấy, thì nó cũng muốn là để đi bầu cử những cái người nào đạt được cho đất nước, cho cái yêu cầu cho đất nước, để mà đất nước vững chắc, càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng tiến lên, để người dân có miếng cơm manh áo mặc đấy, để người dân có công việc làm ổn định đấy, để cuộc sống người dân sướng hơn. Bây giờ hiện tại chúng ta là mặc đẹp ăn ngon, nhưng mà tiến hơn nữa là chúng ta mặc đẹp ăn ngon chúng ta còn đi du lịch châu Âu nữa đấy, nó lại còn phải như thế nữa đấy. Bây giờ chúng ta đã đi, có một số nhà có rất là nhiều người đã đi du lịch châu Á rồi, thì bây giờ chúng ta có tiền chúng ta lại cần phải từ châu Á đi du lịch châu Âu nữa, thì để những cái đất nước châu Âu, để những cái đất nước tự do dân chủ là người dân người ta hiểu như thế nào, cuộc sống của những cái người tư bản ở bên đây như thế nào. Như này chị tâm sự như thế này thôi, hôm qua thì thật ra thì hôm qua chị có vào hay hôm kia ấy, chị có vào cái diễn đàn của anh Modern ở bên Pháp đấy, thì nói chung là chị cũng không lên, chị chỉ có ở bên dưới chị nghe thôi đấy, nghe tí rồi chị ra rồi chị cũng comment mấy câu cả tiếng Anh và cả tiếng Việt, nhưng mà tất cả các anh ở bên Mỹ không có ai đọc được tiếng Anh khi mà chị comment bằng tiếng Anh, không có ai dịch ra được những cái từ mà chị comment bằng tiếng Anh, không có ai đọc được. Mà khi mà chị dịch ra tiếng Việt thì các anh đọc ra được tiếng Việt đấy, các anh đọc là tiếng Việt đấy, còn tiếng Anh là tất cả các anh ở trên mạng của trên livestream của Modan là không có ai đọc được tiếng Anh đấy. Thì chị mới thấy là những cái sự hiểu biết của những nhà đấu tranh nó như thế nào. Chị không phải là chị khen hay, chị vẫn còn phải học hỏi tất cả các em và những cái thế hệ đi trước nữa, và những cái người người ta có học thức hơn mình nữa, chị vẫn phải học hỏi, chứ không phải mình nên mình vỗ ngực là mình giỏi hay như này như khác đấy. Nhưng mà các anh chị đúng, có anh Hoàng Tuấn Bạch và có A Quy, có em A Quy đấy, là cũng kích động chị đấy, rồi là bảo là thôi chị ơi lần sau chị phải lên những cái diễn đàn như của Modan này này, rồi là chị học hỏi ra được nhiều những cái kinh nghiệm, đừng lên diễn đàn của anh Bằng, đừng lên diễn đàn của Dương Vi, nó hỏng hết người đấy. Nhưng mà thật ra như này này đó là những người kích động chị, em hiểu không? Nhưng mà chị là một cái con tim, là cái con tim của chị là nó quá là chắc, vững chắc rồi. Khi mà chị đã bước chân sang cái đất nước châu Âu này thì tất cả là tất nhiên
ai góp ý cái gì đúng chị nghe, còn ai góp ý những cái gì không đúng chị để đấy. Nhưng để mà bảo mà lung lay chị như một cái răng rụng thì không bao giờ có được. Đấy, thì chị thấy nó buồn cười. Và anh Hoàng Tuấn Bạch có nói như thế này. Đấy, là thực ra thì nên những cái diễn đàn của anh em mình thì nó dễ hơn. Những cái diễn đàn mà trái chiều, những cái diễn đàn trái chiều khi mình nói đúng thì người ta bảo mình sai, khi mình nói sai thì người ta lại bảo mình nói đúng. Cho nên là nó khó cho mình, không muốn lên những đấy để mà tranh luận, để mà như này như khác. Đấy thì là khác gì là tôi bằng ông bằng tôi. Đấy, cho nên là chị không muốn nữa. Đấy, cho nên chị muốn lên những cái diễn đàn như của anh em mình thì nó dễ hơn. Đấy, của chị em mình nó dễ hơn, giống như của anh Bằng Nguyễn hay là của anh Thơ Quang hay là của em, rồi của chú Cẩm Nguyễn. Đấy, thì chị thích hơn. Đấy, vì nó dễ nói chuyện hơn. Đấy, để chúng ta đồng cảm hơn và chúng ta hiểu về đất nước hơn. Có những người nói là tôi có cái hộ chiếu của Việt Nam, tôi phải đấu tranh cho Việt Nam. Đúng, chị cũng có cái hộ chiếu của Việt Nam, đúng chưa? Nhưng chị nhìn nhận về cái đất nước như thế nào, chị nói như thế nào, chị đấu tranh như thế nào để người dân người ta yêu thương nhau, để người dân người ta vượt lên cùng với chính phủ và chính phủ cùng với người dân. Chứ không phải là chị có cái hộ chiếu của Việt Nam, chị nên chị kích động người dân của Việt Nam để mà xuống đường. Nhà nào có cái đồ gì cũng vứt ra đường. Thì em bảo cái đấy là cái đạo đức của con, là cái đạo đức của con người. Mình muốn đất nước mình phát triển nhiều hơn thì người dân phải yêu thương nhau, phải đồng lòng với chính phủ, phải cố gắng vươn lên. Đấy, phải làm việc đến khi nào tắt hơi thở thì thôi. Đấy, chứ bảo mà bây giờ bảo tôi giơ cái quốc tịch của Việt Nam ra là tôi là người Việt Nam, tôi phải đấu tranh cho người Việt Nam. Anh đấu tranh cái gì? Anh muốn, tôi hỏi các anh có quốc tịch, có một số người lại có quốc tịch Việt Nam, bây giờ muốn đấu tranh cho Việt Nam cái gì? Anh muốn đất nước vươn lên hay anh muốn đất nước chiến tranh? Đấy, đấy. Nhưng mà hầu như những cái người đó đều muốn đất nước mình là bạo loạn xã hội như Myanmar. Đấy, là nó sướng, rồi, nó cười ta. Nó sướng, nó cười. Đấy, nó sướng nó cười. Xong là để thằng Trung Quốc nó lấn chiếm vào Việt Nam là nó sướng nó cười. Nhưng hiện tại những cái người đấy là đang rêu rao là Trung Quốc bây giờ nó vào Việt Nam rồi, nó lấn hết chiếm cả vùng miền các thứ. Đấy là những cái người đang rêu rao. Nhưng hiện tại Việt Nam người ta nhìn thấy là Trung Quốc chưa có bước chân vào đất miền của Việt Nam. Năm 1979 chúng ta không nói, chúng ta là những người lính, các bác, các chú trước kia là cũng không có sợ cái gì nữa, huống chi là bây giờ. Nhưng có điều là bây giờ đất nước đang thanh bình, đang tiến lên, đang phát triển, thì những cái người đó lại đang kêu gọi là phải xuống đường, nhà có cái gì cũng phải vứt hết ra ngoài đường. Tôi có quốc tịch Việt Nam đây, tôi không có cần thiết. Những cái người có quốc tịch, có một số người có quốc tịch Việt Nam là người ta cũng có thể người ta phản động được. Ấy, chứ không phải. Còn có những người không có quốc tịch Việt Nam, người ta cũng yêu thương cái đất nước Việt Nam. Ví dụ như có những người cứ bảo chứ, ôi chị yêu cái đất nước Việt Nam, tại sao chị lại bỏ cái đất nước Việt Nam ra đi? Chị không bỏ cái đất nước Việt Nam chị ra đi. Chị sống nửa đời người chị mới đi lấy chồng ở bên đây. Đấy, nhưng chị lấy chồng ở bên đây, chị có cái gì chị nói thật, và chị nói để cho người dân người ta yêu thương nhau, để người ta đồng lòng với lại đất nước, để người ta vươn lên. Chứ không phải là mình đi rồi mình bảo là bây giờ đất nước tư bản người ta có như thế này, là Việt Nam bây giờ người dân có những cái gì phải xuống đường vứt hết ra đường, phải đi bạo loạn xã hội. Thì cái đấy các nhà đấu tranh như vậy, mà các nhà mà bảo là tôi thương người dân, tôi yêu người dân, rồi tôi nhìn thấy người dân đói nghèo, tôi thương hại lắm. Đấy, có những người bảo là tôi nhìn thấy người dân gái hiếm, tôi đi gái hiếm, tôi nhìn thấy thế tôi thương hại. Nó đi gái nó còn trốn tiền, thế mà nó lên mạng xã hội nó bảo là tôi thương gái của Việt Nam, đi làm gái rồi là giá rẻ. Mà trong khi đó nó con nhà người ta, xin lỗi các em và các anh chị ở đây, nó nói câu đấy mà nó đi gái, nó trịch gái, nó còn không trả tiền, nó còn chặn. Thế thì bảo nó thương cái gì em, nó thương cái gì mà nó lên mạng cộng đồng mà nó nói mà nó không biết xấu hổ ấy. Nó lợi dụng vào cái hộ chiếu Việt Nam, và một số ấy, lợi dụng nói được tiếng Việt, nhưng mà đấy, nó mang cái quốc tịch nước khác rồi, hoặc là nó đang ăn welfare nước khác, xin kiểu xin thẻ xanh ấy.
thì bọn nó lợi dụng về vấn đề đấy. Tôi đấu tranh trong Việt Nam thì chị em mình hỏi thế đấu tranh trong Việt Nam đấu tranh cho những vấn đề gì, đấu Đúng. tranh đòi tự tự do dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, đa nguyên đa đảng thì đất nước Việt Nam mới giàu lên được. Ngay bọn nó sống ở giữa một nước đế quốc hay là một nước tư bản hàng đầu thế giới, bọn nó còn không không giàu được. Chỉ có những người da trắng thượng đẳng mới giàu có thôi, những ông chủ của nó thế À mới xong là giàu các thôi. à xong là các Xong ông à, xong cái vấn đề thứ hai ấy, bọn nó bây giờ nó kích động đủ các kiểu rồi, người dân cũng đứng lên biểu tình á, nó lại lôi cái vấn đề Trung Quốc ra. Bởi vì ấy, cái vấn đề Biển Đông và Trung Quốc là vấn đề nhạy cảm từ trước đến nay, nhưng mà sau những cái việc mà bọn chúng kích động á, từ Formosa cho đến là đặc khu 995 là bán cho Trung Quốc kìa, thì người dân biết cái bản mặt, cái bản chất thật, cái đám dân chủ quậy, cái đám phản động lưu vong, cái đám que củi gà que ở hải ngoại với trong nước này rồi, nên người ta không nghe. À, đúng em ơi rồi, chị tiếp đúng rồi tục. em. Xong Em bảo là em. hôm 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 qua kia là anh Hoàng Tuấn Bạch anh còn nói chị như thế này này, em là quá kiểu là ý như là quá thấp kém, nghe chưa? Đi đi hay là ví dụ như là A Quy này cũng nói là chị Yến quá hèn được, quá thấp kém, đi 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 đất nước tư bản 12 năm. Chị chưa nói là chị đi 12 năm nhá, chị nói là chị đi 18 năm chứ không phải là 12 năm đấy. Cho là khi mà những cái luận điệu mình nói là các anh cứ vặn vặn đi cái khác, rồi khi mình comment cái khác thì các anh lại lái đi cái khác đấy, các anh không có đọc chuẩn những cái comment của mình đấy, xong các anh lại đổ tội cho chị là tại vì chị viết không có dấu, chị đi đất đất nước tư bản hàng bao nhiêu năm mà chị viết không có dấu đấy. Nói thật, nó tùy cái điện thoại mới viết được có dấu, còn cái điện thoại mà cổ hủ từ 10 năm nay 20 năm nay làm sao viết được có dấu đấy, nói thẳng là như vậy đấy. Cho nên là không cần dấu, nếu người có trình độ người hiểu biết không cần dấu vẫn cứ đọc được. Đấy, nói thẳng là như vậy. Đấy, xong lại bảo là anh Hoàng Tấn Bạch anh bảo là anh thương hại Hải Yến, tại vì Hải Yến thì cũng lấy chồng già già đấy, đại loại kích động đấy, hiểu không? Rồi là rồi là bảo là đi hàng bao nhiêu năm được không mua được nhà rồi thế nọ thế kia ấy, rồi tại sao em không mua được nhà mà em lại cứ lên mạng xã hội để mà đấu tranh làm cái gì, cái thời gian đó em lo cho con cho chồng đi cho nó ấy. Không, chị không muốn lên để mà tranh đấu ấy, chị chỉ lên cái diễn đàn của em chị chia sẻ cho các anh chị để hiểu thôi ấy. Chị đúng, chị không mua được nhà, cứ cho là chị nghèo đi, nghèo cũng được giàu cũng được, chị bằng lòng với cuộc sống của chị. Các anh ấy, anh Hoàng Tấn Bạch là tại vì em cực đoan quá đấy. Chị không có cực đoan, chị lên tất cả các diễn đàn chị nói là chị không chê cái đất nước Việt Nam, mà chị cũng không không khinh bỉ cái đất nước Hà Lan để chị bước chân đến, mà chị không chê cái đất nước Việt Nam khi mà chị sinh đẻ ra, dù có nghèo đói đi chăng nữa chị vẫn cứ thương yêu cái đất nước Việt Nam. Đúng, khi mà chị đi năm 2004 thì cái đất nước Việt Nam cũng còn nghèo lắm, không phải không đâu. Trong gia đình nhà Vẫn chị còn cũng khó khăn. còn nghèo, trong gia đình nhà chị cũng còn nghèo chứ không phải là giàu có gì. Nhưng mà khi chị sang đây chị phấn đấu, nó là hai cái bàn tay của chị, chứ còn chị cũng không nhờ vào được ai để mà hay là chính phủ cho tiền chị để chị mua đất, để chị mua nhà, hay để chị gửi tiền vào ngân hàng vân vân và vân vân. Đấy. Ai có mà cho chị như vậy, tự chị phải đổ mồ hôi nước mắt ra, tự chị phải nghĩ mưu hàng đêm hàng ngày, tự chị phải như thế nào đấy đấy để cuộc sống chị không mua được nhà ở bên đây nhưng chị vẫn cứ có tiền tiêu, rồi chị vẫn cứ đủ sống ở bên đây là được rồi. Nhưng chị không có ức chế, chị chưa bao giờ bị ức chế, chị chưa bao giờ chửi về Việt Nam, chị chưa bao giờ chửi bên Hà Lan này, chị chưa 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 bao giờ nhá. Nhưng chị vẫn cứ nói là chị sinh ra ở Việt Nam, chị phải biết yêu thương cái đất nước Việt Nam. Cái đất nước Việt Nam mình khổ chứ. Hết thằng, em bảo hết thằng Nhật đô hộ, xong đến thằng Pháp đô hộ, xong đến thằng Mỹ đô hộ, xong đến thằng Trung Quốc đô hộ. Đấy, thì em bảo là nó hàng bao nhiêu thế hệ chiến tranh như vậy, thì em bảo hàng bao nhiêu năm như vậy, cả một thế kỷ đời người của người ta sinh sống ở đấy, ở Việt Nam. Thì bây giờ đất nước Việt Nam đúng là đang phát triển chứ chưa phải là đã và chưa phải là giàu, thì phải từ từ. Đất nước Việt Nam của chúng ta nhìn thấy là đã có an sinh xã hội, đã có, tất nhiên nó
chưa được đảm bảo được 100%, nhưng nó được đến 60-70% rồi. Nếu như các anh chị muốn 100% thì các anh chị đỡ phản động đi. Đấy. Đỡ phản động ở người trong nước, người trong nước đỡ phản động, người ngoài nước cố gắng không có tiền ủng hộ thì có tiền để về nghỉ mát, cũng là cái đấy là đóng góp, cũng về nghỉ mát, về thăm quê hương, cái đấy cũng là đóng góp góp cho quê hương rồi. Rồi nhìn về quê hương đất nước nó như thế nào, nó phát triển hay là không phát triển, những cái người này lên mạng nói có sự thật hay không. Có những anh chị đấu tranh hàng 40-50 năm chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng cứ nên ngồi nói tào lao ở trên mạng thôi, là Việt Nam là ác cái nọ ác cái kia, Việt Nam là hiền với giặc, ác với dân. Ác với dân cái gì? Nếu như ác với dân thì 97 triệu dân người ta không để cho những người lãnh đạo sống đến ngày hôm nay, mà những cái người lãnh đạo không bao giờ là tồn tại đến ngày hôm nay. Đấy, nói thẳng là như vậy đấy. Cho nên các anh chị đi 40 năm nay, 46 năm nay chưa một lần về Việt Nam để thăm quê hương, để thắp cái mộ cho bố mẹ mình, là cái mộ là nó còn đất hay nó không còn đất, cỏ nó còn mọc lên hay cỏ nó không còn mọc lên, hay nó mòn mỏi như thế nào, là các anh chị cũng chưa bao giờ có, nghĩa là tổ tiên của mình các anh chị cũng chưa bao giờ làm được những cái điều đó. Mà trong khi đó thì đất nước bây giờ càng ngày càng phát triển lên, thì các anh chị cứ bảo là đất nước nó chưa có gì, Việt Nam còn nghèo đói rồi còn đủ mọi thứ. Đúng, Việt Nam còn nghèo đói, nhưng người ta đang hy sinh tất cả để người ta vượt lên, để cho người dân, để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Đấy, để đảm bảo cái nhu cầu cho người dân. Đấy, đó là những nhà lãnh đạo người ta đang làm. Bây giờ các anh, bây giờ cứ hỏi các anh các chị trái chiều, các anh các chị trái chiều đã đóng góp được gì cho Việt Nam chưa? Đấy, các anh chị muốn đóng góp cho Việt Nam, đúng chưa? Tôi chưa kêu gọi về cái tiền bạc đâu nhá, cho nên các anh chị đừng bảo là hay cái con Hải Yến này nó lại theo cái cộng, nó lại theo người cộng sản nên kêu gọi tiền bạc. Tôi không có kêu gọi cái tiền bạc, tôi chỉ hỏi là các anh chị đi 46 năm các anh chị đã về thăm thắp mộ thắp hương cho ông bà các anh chị chưa? Đấy là cái đạo đức của con người đấy, trong đó là cái đạo đức của con người. Nếu các anh chị có cái đạo đức đó thì các anh chị hãng lên, các anh chị có đạo đức gia đình, có đạo đức của tổ tiên thì các anh chị mới nên kêu gọi được cho người dân của Việt Nam. Khi trong gia đình nhà mình